Bhagavata Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhasa. Rồi, ok, bây giờ mình đang học về về giáo lý duyên khởi. Thì những cái phần hôm trước, mà đang học cái phần sắc duyên lục nhập. Ok, làm cái phần này hôm trước mà về cái phần về danh duyên lục nhập mà chị Thúy chị có hỏi về cái mà thiền duyên và đạo duyên đó. Thì ok, để mình sẽ cho chị xem cái này. Okay. Đây là cái phần ở trong thanh tịnh đạo, cái phần này là nói về cái phần đó. Okay. Thì ở đây như mình thấy là ngài nói là Patissandhi là tại thời điểm tục sinh, là cái phần mình lúc là cái phần mình đang nói về tục sinh trong cõi vô sắc. Tại cái thời điểm tục sinh. Okay. Cái này là Avakkhandasattva, nghĩa là tối thiểu, Theo thầy mình có nè. Sahajata là câu sinh duyên. Anyamanya là hội tương duyên. Nesaya là ý chỉ duyên. Samyutta là câu sanh duyên. Không phải, sorry, là tương ưng duyên. Vipaka là dị thục duyên. Athi là hữu hiện hữu duyên. Avigata là bất ly duyên. Thì mình thấy trong này có 7 cái này. Một là Sahajata, Anyamanya, Nesaya, Samyutta, Vipaka, Athi, Avigata. Là 7 duyên. Nhưng mà nó là Sattada là 7. Bảy tên gọi đó, ok. Chattha yata nasapachayo thì nó chattha ayatana là cái xứ, xứ thì chattha yatana là xứ thứ sáu. Thì mới nói là bảy cái duyên này sẽ là cái duyên lên cho xứ thứ sáu. Ok. Rồi trong nó thì ở trên nên bữa trước mình mới nói là tính 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 chung, nói chung á là nó thông qua là bảy duyên đó, tức là câu sanh hỗ tương y chỉ dị thục tương ưng hiện hữu bất ly, bảy cái chung. Rồi trong này mới nói thêm này, kênh chi pa na he tu pa cha ye na, là trong vài trường hợp nó còn có thêm cái he tu pa cha ya nữa. Thì như mình nói, mình mới phân tích mình nói là cái này là nếu như nó là tâm sở cái ba nhân á, nó khi mà nó là ba cái nhân 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 tốt á, thiện ba nhân thiện á, thì nó còn thêm có cái nhân duyên là he tu pa cha ya nữa. Thầy mới nói thêm nữa là kiên chi a ha ra gì nữa, thì trong một vài trường hợp nó còn có thêm cái a ha ra nữa là vật thực duyên nữa. Trong này có vật thực duyên thì như mình nói là nếu như nó là xúc tâm sở xúc hoặc là tâm sở tư thì lúc đó là có thêm vật thực duyên nữa, mới là anh nhất tha bất chi vô hồ, tí nó còn có thêm những cái duyên đó nữa đó. Thì ở đây ngày mới kết thúc, ngày mới nói là theo cách như vậy đó, Úc căn sát là nhiều nhất. A sau quá a quá căng, như trên mình thấy rồi, a quá a quá căng ở trên mình có rồi, tức là nhiều nhất, theo như cái câu này muốn nói là nhiều nhất là chín duyên, mà ít nhất là bảy duyên. Cho nên mình thấy trong này là không có nhắc gì tới cái thiền duyên với cái đạo duyên gì hết. Ví dụ mình chỉ đi vào trong cái, mình đi vào trong phụ sớ giải, đi vào trong phụ sớ giải để coi cái phần. Đây, mình thấy đây bắt đầu qua cái phụ sớ giải. Trong phụ sớ giải thì vị phụ sớ giải chỉ không nhắc tới trường hợp đó, chỉ nhắc tới là ở đây mình thấy có từ là tê tá sáu quá xê ná, thì ngài giải thích cái từ tá sáu quá xê ná này nghĩa là gì. Trong này có cái từ tá sáu quá xê ná nghĩa là gì, thì trong này ngài mới giải thích cái tá sáu quá xê ná lại để muốn nói tới cái hề tu à đi bánh giá, tại chỉ nói tới cái duyên là cái nhân duyên và vân vân, ở đây là chỉ tới cái ahara. Bụi ở trên này chỉ nói tới cái hai loại là hê tú với ahara mà thôi. Sau đó ngài mới giải thích thêm là cái từ út căng xa quá căng xô nghĩa là gì, bởi vì trong này có cái từ út căng xa quá căng xô, thì trong này mới giải thích kỹ. Thì cái đoạn văn này hơi dài, ý muốn nói là từ tính từ trở lên nó tức là 8, nó sẽ nhiều hơn 7,
9 sẽ nhiều hơn 8, 10 nhiều hơn 9, thì cái cách nói đó là như vậy. Rồi sau đó ngài không có giải thích thêm nữa, cho nên trong phụ sứ giải cũng không nói gì tới hai cái nội duyên trên. Bây giờ là khi mà bây giờ ở đây không có ở đây, những khi mình đọc vào trong cái bản dịch bằng tiếng Miến, cái bản dịch tiếng Miến mà của Thanh Tịnh Đạo, thì trong đó thì cái vị trưởng lão người Miến này dịch đó, thì ngài nói đó là do bởi cái từ kiên trí này nè, như cô Bích Hà rồi, nó có từ kiên trí đó. Kiên trí là cái gì đó nghe. Thì dựa vào cái từ kiên trí này á, thì mình có thể nói là nó không chỉ là hệ tu vật cho giá, tức là không chỉ là nhân duyên, mà nó còn là có thể có những loại duyên khác nữa ở trong cái nhóm cầu sanh duyên. Bởi vì ở đây mình đang nói tới thời điểm tục sinh, mà mình đang nói tới những cái duyên mà liên quan tới cầu sanh duyên, trong nhóm cầu sanh duyên. Cho nên theo như bản dịch trong tiếng Miến thì ngài mới nói là nó còn có thêm cái đạo duyên và cái quyền duyên nữa, nhưng mà ngài cũng có nhắc tới thiền duyên. Thì theo như cách hiểu của những vị bên này á, thì cho rằng là nó không có thiền duyên, bởi vì ở đây là đang nói tới thời tục sinh. Thời tục sinh thì nó rất là yếu cho nên mới không có thiền duyên. Nhưng mà như vừa rồi mình học cái phần 24 duyên á, bây giờ mình chỉ lật ngược lại cái phần mà thiền duyên á, thì để thấy trong nó không có giới hạn gì tới cái thời điểm tục sinh hết. Okay. Thời điểm tục sinh nó vẫn có thể có quyền duyên, nhưng mà theo cái bản dịch đó, thì lại không nói tới quyền duyên. Thì sau đó nếu như mà mình đi thêm sâu vào nữa, mình đi sâu vào cái bản giảng về 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 cái thuyết nhờ, cái lý duyên khởi này mà do ngài Mahasi mà ngài dịch sang tiếng tiếng Miến á, thì trong đó ngài Mahasi ngài nói nó có luôn cả quyền duyên nữa. Nên theo như theo như quan điểm của, nhưng mà thế theo quan điểm của Thanh Tịnh Đạo thì không có nhắc gì tới những cái duyên đó hết, tức là không có quyền duyên, không có đạo duyên, không có thiện duyên. Nhưng mà theo quan điểm của những vị trưởng lão của người Miến á, thì có nhiều vị thì nói là có thêm đạo duyên, có thêm quyền duyên. Theo ngài Mahasi là nói luôn, có luôn cả là thiền duyên trong đó nữa. Cho nên tùy, bây giờ mình biết là những vị nó nói như vậy thì mình chấp chấp nhận như vậy thôi, còn cái lý do tại sao mình không rõ. Thì nói thêm thì chỉ biết, mấy em chỉ biết như vậy. Được. Dạ, thưa thầy, cho tròn hỏi cho có đọc trong cái cuốn sách là của sư Giác Nguyên dịch á, thì ở trong đây có cái đoạn nó nói là danh là tâm sở định, trong chợ tâm sở định hợp trong tâm quả hiệp thế, chợ sanh cho ý sức, ý xứ tức là tâm quả hiệp thế đồng sanh bằng 10 duyên. Thì trong đó kể ra có thiền duyên và đạo duyên đó thầy. Cái này là sao thầy? Dạ thì đó, không biết cái là về sư trình sư lấy cái nguồn từ đâu, thì theo giống như mà rồi mình giải thích đó, là theo như cái bản dịch của ngài Ma-si, thì lúc đó ngài nói là có luôn thiền độ thiền duyên đạo duyên, và nó có thêm luôn cả cái quyền duyên trong đó nữa. Thì dĩ nhiên ở đây bởi vì mình thấy là nó cũng có luôn cả nghiệp duyên trong này nữa, bởi vì trong này cũng có tâm sở tư này, cũng có luôn cả nghiệp duyên. Cái này là câu sanh nghiệp duyên chứ không phải là dị thời nghiệp duyên. Thì đó, thì theo như ngài Ma Si, tất cả những cái duyên nào ở trong cái nhóm câu sanh duyên mà nó thích hợp vào đây đề, thì mình có thể đều đều xem là nó có mặt ở đây cả. Dạ, cảm ơn thầy ạ. Rồi, bây giờ là mình mới đi qua lại cái phần của mình. Ok, bây giờ là bữa rồi là mình xong được cái phần đó rồi. Bây giờ mình đi qua cái phần tiếp theo, với loại cái mối quan hệ tiếp theo là lục nhập duyên cho xúc.
Rồi lục nhập duyên xúc. Cái thứ nhất là bây giờ mình nói tới lục nhập thì ở trên là mình đã biết lục nhập là cái gì rồi. Bây giờ dưới này mình định nghĩa thêm cái xúc là cái gì. Xúc ở đây là muốn nói tới nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý xúc. Thì cụ thể nhãn xúc là gì? Nhãn xúc là cái tâm sở xúc mà đi cùng với hai nhận thức. Nghe là tương tự như vậy. Cho đến ta cho đến thân xúc và ý xúc là gì? Ý xúc là cái xúc đi cùng với 22 tâm quả hiện thế còn lại. Vì như mình biết tâm quả là nó có 36 tâm quả mà trong đó là có 4 tâm quả siêu thế, mình loại 4 cái tâm quả siêu thế ra. Nó còn lại là 32 tâm quả siêu thế. Mà ở trên này là mình đã nói tới cái 10 ngũ song thức rồi. Cho nên ở dưới mình chỉ còn lại có 22 cái tâm quả hiện thế lại còn lại mà thôi. Thì cái xúc, cái tâm sở xúc mà nó kết hợp với 22 cái tâm quả hiện thế còn lại đó, nó được gọi là ý xúc. Còn ở trên thì mình đã nói lục nhập rồi. Lục nhập nhắc lại. Lục nhập ở đây là nó nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý xứ. Nhưng mà ở đây nếu như mà nói rộng thêm nữa là có nhiều vị còn cộng lên. Nhưng mà như là 6 cái này á, là nội xứ. Thì có những tài liệu là còn cộng thêm cả 6 cái ngoại xứ nữa. Cho nên mình có thể cộng luôn cả sắc, thinh, khí, vị, xúc và pháp trong này. Ở đây mình phân biệt nha, cái xúc ở trên này là đang nói tới tâm sở xúc nha, còn cái xúc ở dưới này á là đang nói tới cái cảnh xúc. Cảnh xúc ở đây tức là cái sự kết hợp của ba tứ đại đó, là đất, lửa và gió. Ở trên là cái tâm sở xúc, tức là nên là danh pháp, còn cái xúc này đang nói tới cái cảnh, tức là sắc pháp. Dưới này hai cái từ nó khác nhau. Rồi bây giờ mình mới đi qua cái phương thức kết hợp, phương thức duyên. Rồi phương thức duyên thì cái thứ nhất là nhãn xứ. Nó đến thân xứ, nó duyên cho nhãn xúc. Nó đến thân xúc tương ứng thông qua y chỉ duyên, tiền sanh duyên, quyền duyên, bất tương ứng duyên, hiện hữu và bất ly. Thông qua sáu nội duyên đó, thông qua ý chỉ duyên, tiền sanh duyên, quyền duyên, bất tương ưng duyên, hiện hữu duyên và bất ly duyên. Đó là cái loại thứ nhất. Cái loại thứ hai là ý xứ mà là quả, tức là ở đây mình đang nói tới cái những cái tâm quả mà thôi. Tức là ở đây mình đang nói tới cái gì? Mình đang nói tới 32 tâm quả hiện thế. Thì nó sẽ duyên cho ý xúc. Nên mà nói như vậy thì ở đây mình chỉ cần kết hợp phải là 22 mà thôi. Bởi vì ở trên mình đã nói tới những cái ý xúc. Ok. Ý xúc thông qua là ở đây thì 1, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6 sống qua chính duyên, câu sanh duyên, hổ tương duyên, y chỉ duyên, dị thục duyên, phật thực duyên,
bất tương ưng duyên, hiện hữu duyên và bất ly duyên. Ok, thì đó là ý xứ mà là quả, tức là 22 tâm quả hiệp thế còn lại đó, nó sẽ duyên cho ý xúc. Ý xúc ở đây là tâm sở xúc mà đi cùng với 22 tâm quả hiệp thế còn lại đó, thông qua chín loại duyên này. Dạ thưa thầy. Yeah. Vậy cái ý xứ, ví dụ như là mình lấy cái tâm quả là tâm quán sát thọ xả đi, quả bất hệ, thì cái xúc, tâm sở xúc mà ở trong cái tâm đó sẽ là cái pháp được duyên hả thưa thầy? Dạ đúng, ở đây là lục nhập duyên cho xúc, mà cho nên tâm sở xúc sẽ là pháp được duyên. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ, rồi bây giờ cái trường hợp thứ ba là bây giờ là cái này là mở rộng ra, tức là đang nói tới sáu cái ngoại xứ là sắc vân vân cho tới, ở đây mình chỉ nói cái phần phần về thuần về sắc không thôi, tức là mình chỉ dừng lại là xúc pháp, xúc xứ. Xúc xứ là trên cái lục nhập của nhà xúc. Thì nó sẽ duyên cho nhãn xúc, vân vân cho tới thân xúc tương ứng. Okay. Tức là sắc sẽ duyên cho nhãn, nhĩ thì duyên cho nhĩ, thinh thì duyên cho nhĩ, vân vân. Cho tới cái cuối cùng là xúc, mà cái cảnh xúc đó, nó sẽ duyên cho thân xúc thông qua bốn loại duyên, tức là cảnh duyên, tiền sanh duyên, hiện hữu duyên và bất ly duyên. Đó là cái trường hợp thứ ba. Giờ qua cái trường hợp thứ tư, tức là cũng là năm cái ngoại xứ này, sắc thinh khí vị xúc, những cái cảnh này đó nó duyên cho ý xúc. Duyên cho ý xúc này, duyên cho ý xúc này trong thời hiện tại thì nó cũng thông qua bốn loại duyên ở trên đó, tức là cảnh duyên, tiền sanh duyên, hiện hữu duyên và bất ly duyên. Vì ở đây là ý muốn nói tới cái này trong cái trường hợp và bởi vì mình những cái cảnh này nè, những cái cảnh này nó sanh lên á, nó sẽ làm cho cái tâm sở xúc ở trong những cái trong cái ngũ ngũ song thức á, sanh lên, thì nó sanh lên. Ở đây muốn nói tới cái mối quan hệ đó, thì nó thông qua những cái loại duyên này. Thì trong còn cái trường hợp phía dưới này là đang nói tới những cái tâm còn lại ở trong những cái tâm quả còn lại ở trong cái lộ ngũ môn tương ứng á, okay. Trong những cái tâm quả còn lại trong cái lộ ngũ môn tương ứng lúc đó, mà cái tâm sở xúc ở trong những cái tâm đó là nó thuộc về ý xúc. Ở trên này là nói tới cái tâm sở xúc ở trong những cái ngũ song thức tương ứng, okay. Đó là những cái mối quan hệ đó. Và cái trường hợp cuối cùng á là pháp xứ. Pháp xứ này thì nó làm duyên cho ý xúc. Ở đây thì các ngài chỉ nói tới là trong hai thời mà thôi, tức là thời vị lai và thời hiện tại. Và thời quá khứ. Thông qua chỉ một loại duyên thôi, tức là thông qua cảnh duyên. Thì ở đây là muốn nói là những mình biết trong pháp xứ là để chỉ cho những cái tâm, pháp xứ là cái gì? Pháp xứ mình ôn lại, pháp xứ là nó bao gồm những cái sắc pháp tế, rồi những cái tâm tâm sở,
là pháp xứ, thì lúc đó những cái đó làm cảnh cho ý. Thì mình thấy ở đây là muốn nói tới, thì ở đây là đang nói tới cái lỗ, cái lỗ ý môn á, nghe nó bắt những cái cảnh đó, cái cảnh đó là thuộc về quá khứ rồi. À, nó những cái đó là những cảnh quá khứ, nó làm duyên cho cái tâm sở xúc ở trong những cái thuộc về ý xứ này, tức là 22 tâm quả hiệp thế còn lại này. Thì cái trường hợp này muốn nói ở đây, thì lấy cái chuyện quá khứ thì mình dễ hiểu rồi, còn cái chuyện bị lai á, thì ở đây có thể đang nói tới cái trường hợp của cái tâm sở xúc ở trong tâm na cảnh, mà ở trong cái lộ tâm theo sau cái lộ tâm thần thông. Thì mình biết là khi cái lộ tâm thần thông nó sanh lên rồi á, thì bắt đầu sau cái lộ tâm thần thông đó diệt đi, thì mình biết trong cái lộ tâm thần thông nó chỉ có một cái tâm, tâm ngũ thiền sanh lên để nó thị thần thông. Thì sau khi cái lộ tâm thần thông nó diệt đi thì sẽ có những cái lộ tâm dục giới sanh lên, lúc đó sẽ có những cái động lực dục giới sanh lên. Ở đây mình đang nói thì cho người dục giới, thì lúc đó đôi lúc có thể là người ta đang bắt những cái cảnh dục giới. Chính vì như vậy trong cái lộ đó nó có thể có na cảnh sanh lên. Thì na cảnh sanh lên thì khi mà cái tâm sở xúc ở trong những cái na cảnh sanh lên, nó bắt những cái cảnh đó, đó làm cảnh, những cái cảnh đó có thể là những cảnh vị lai và những cảnh quá khứ luôn. Cho nên cái trường hợp này có thể đang nói tới cái trường hợp đó. Nghe. Dạ thưa thầy, cái phần D là năm cái cảnh sắc thinh hương vị xúc mà nó duyên cho cái ý xúc ở trong thời hiện tại. Vậy những cái tâm quả mà có chức năng trục sanh hộ kiếp tử, thì khi mà nó làm chức năng hộ kiếp hay là tử thì nó vẫn có thể là pháp, làm như là tâm, cái tâm sở xuất có thể sanh lên trong những cái tâm quả đó mà nó làm chức năng hộ kiếp hay là tử vẫn được hay là không được? Dạ không, ở đây chị đang nói tới trong thời hiện tại mà thôi, tức là ở đây đang nói tới trong những lộ ngũ môn mà thôi. Nhìn cái những lộ ngũ môn nó đang bắt cảnh hiện tại, lộ ngũ môn luôn luôn bắt cảnh hiện tại, thì hai cái này nó có liên quan với nhau. Như mình nói là cái phía trên này đang nói tới là cái tâm sở xúc ở trong ngũ sông thức, nhưng còn cái này là đang nói tới cái tâm sở xúc trong những cái tâm quả còn lại ở trong cái lộ ngũ môn tương ứng đó. Dạ. Hiểu không? Tức là ở đây mình đang nói tới những cái tâm như là tâm tiếp thâu, tâm quan sát hoặc là tâm na cảnh. Những cái đó là nó thuộc vào trong 22 cái tâm của hiệp thế này. Dạ. Lúc đó nó đang bắt nó cái tâm sở xúc đó đó là nó đang bắt cái những cái cảnh này này làm cảnh, cho nên nó mới có là cảnh duyên, tiền sanh duyên, cũng hữu duyên, bất ly duyên. Cho nghĩ đến tám cái tâm đại quả thì nó có bốn cái chức năng, thì cái chức năng na cảnh thì nằm ở trong cái lộ ngũ rồi, nhưng mà còn cái nếu mà nó làm chức năng tử á, thì nó cũng có thể bắt cái lộ ngũ trong cái tâm như là cảnh ngũ ở trong cái lộ tử á, phải không thưa thầy? Cảnh ngũ trong lộ tử, chị đang nói tới cái tâm tử. Giống như là dạ, cái người đó bắt cái tam tướng mà bắt được cái... Dạ, những cái đó nó đều là cảnh quá khứ hết trơn à. Bởi vì mình nhớ trong cái lộ tử, cái tâm tử là nó bắt cảnh quá khứ. Chị nhớ không? Tâm tử ở trong lộ tử là nó bắt cảnh mà được bắt cùng với tâm tục sinh và tâm hộ kiếp, tâm hữu phần. Thì yeah, những cái đó có thể là tâm tục sinh, nó có thể là bắt cảnh hiện tại, là ngay trong cái lộ đó mà. Nhưng lúc đó là mà những cái cảnh đó là cái cảnh nó không có liên quan, cái cảnh đó nó nằm ở trong cái kiếp sống quá khứ chứ nó không phải. Dạ, cho nhớ rồi. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ. Yeah. Rồi thì đó là cái trường hợp của lục nhập duyên xúc thì là như vậy, nó có những cái trường hợp đó là như vậy. Rồi bây giờ mình đi qua cái mối quan hệ tiếp theo là xúc mà duyên cho thọ. Ok.
cái xúc duyên thọ. Thì bây giờ cái thứ nhất là xúc, thì nó cũng có sáu loại như trên á, xúc và nó cũng là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý xúc. Và bây giờ thọ, thọ ở đây á, là thọ sanh lên từ nhãn xúc, vân vân. Là đây đang ý muốn nói tới cái tâm sở thọ mà câu sanh với 32 tâm quả hiện thế. Tâm sở thọ câu sanh với 32 tâm quả hiện thế. Tính chung thọ là như vậy. Thì nếu như mà mình chia trẻ lên phía trên cũng được, tức là mình có thể nói hai thọ mà liên quan với hai nhãn thức, rồi hai thọ liên quan với hai nhĩ thức, tương tự như vậy trong ngũ song thức. Rồi một cái trường hợp cuối cùng là thọ mà kết hợp với 22 tâm quả hiện thế còn lại, chia nhỏ như vậy cũng được. Mình nói chung là tâm đang nói tâm sở thọ mà sanh lên cùng với 32 tâm quả hiện thế. Rồi bây giờ mình nói qua cái phương thức duyên. Thì ở đây mình chia ra hai loại là ngũ môn và ý môn. Trong cái trường hợp ngũ môn thì trường hợp thứ nhất là nhãn xúc vân vân cho đến thân xúc, nó sẽ làm duyên cho thọ mà nương vào nhãn vật vân vân cho tới thân vật, thông qua câu sanh duyên khổ tương duyên y chỉ duyên dị duyên vật thực duyên tương ưng duyên hiện tử duyên và bất ly duyên. Thông qua tám duyên như vậy. Thì đây ý muốn nói chẳng qua ở đây ý muốn nói là cái xúc và cái thọ này nó cùng sanh lên trong cùng tâm. Ở đây đang nói tới cái mối quan hệ của xúc và thọ ở trong ngũ song thức á. Tức là cái xúc, cái tâm sở xúc ở trong hai tâm nhãn thức, nó sẽ làm duyên cho cái tâm sở thọ ở trong hai cái tâm nhãn thức, tương tự như vậy cho những cái tâm thức còn lại. Thì cái mối quan hệ đó nó thông qua những cái duyên này. Okay. Rồi thì dĩ nhiên ở đây mình mới thấy là dạ đúng rồi, ok, đây có một thực dạ, tức là những cái duyên đó rồi. Dạ. Vậy cái trường hợp. Dạ. Thưa thầy, là tâm sở thọ nương vào nhãn vật. Nhãn vật đây là mình nói đến cái thần kinh nhãn. Thì cái đúng, tâm sở nói thần kinh nhãn. Cái tâm sở thọ nó nương vào cái thần kinh nhãn đó là nó là phát được duyên. Cái tâm sở thọ ở đây bởi vì sao? Cả hai cái xúc và thọ để nó đều nương vào cái nhãn vật hết. Bởi vì ở đây mình đang nói ở đây tuy thay vì nói là thọ mà nương vào nhãn vật, mình có thể nói là cái thọ sanh lên cùng với nhãn thức. Mình phải nói như vậy. Bởi vì cái tâm nhãn thức đó là nó nương vào cái nhãn vật. Ở đây là cái cách nói này là muốn không muốn nhắc tới cái tâm nhãn thức, mà bởi vì toàn khi cái tâm nhãn thức mà với những cái tâm sở cùng sanh lên với nó đều nương vào nhãn vật hết. Yeah. Ở đây muốn nói là cái tâm sở xúc và cái tâm sở thọ mà nương vào cái nhãn vật đó. Vì sao khi mà nói tới thọ có rất nhiều thọ, bây giờ nó cái thọ nào cái thọ mà nó thương nương vào nhãn vật đó. Tức là ý đây muốn nói là cái thọ mà cùng sanh lên hoặc là câu sanh hoặc là tương ưng với cái tâm nhãn thức. Yeah. Rồi cái trường hợp thứ hai. Dạ yeah. Vậy là nó là thọ xả hay là ở đây mình nói nhãn, ví dụ như chị đang nói là thọ, chỉ như ở đây là nói đến nói tới mà tâm nhãn thức thì nó là thọ xả.
Nhưng khi mình nói tới mà thọ trong tâm thân thức thì nó có thể là thọ lạc hoặc là thọ khổ tùy. Dạ, dạ. Dạ. Rồi, trong trường hợp thứ hai là cũng nhãn xúc vân vân cho tới thân xúc thì nó sẽ là thọ mà câu sanh với tâm tiếp thâu. Quan sát và na cảnh thông qua thường cận tỳ duyên. Ok, bởi vì ở đây mình đang nói tới những cái nhãn xúc và thân xúc này là cái tâm sở xúc và đang sanh liên cùng với ngũ song thức, nó sẽ làm duyên cho tâm sở thọ sanh liên cùng với những cái tâm quả còn lại ở trong những cái lộ ngũ môn tương ứng. Bởi vì nó không có sanh liên cùng trong một tâm nên cái này phải thông qua thường cận ý duyên, tức là cái trước có nó duyên làm duyên cho cái sau, nó khiến cho cái sau sanh lên, thì mình ôm lại cái phần thường cận ý duyên mình biết tới cái phần đó. Là cái trường hợp thứ hai. Rồi bây giờ mình qua cái ý môn. Cái ý môn thì cái thứ nhất là ý xúc. Nó duyên với, duyên cho cái thọ câu sanh với tâm na cảnh. Thì nó thông qua những cái duyên ở trên này này, tức là câu sanh duyên, ngũ tương duyên, y duyên, dị thục duyên, oops, mộc thực duyên, tương ưng duyên, hiện hữu duyên và bất ly duyên. Cái duyên đó. Đó là trường hợp thứ nhất. Thì đây cũng vậy, ở đây muốn nói là tới cái thọ mà cái tâm sở thọ, cái ý xúc ở trong cái tâm na cảnh. Ok, ở trong cái lỗ ý môn á, nó sẽ làm duyên cho cái tâm sở thọ, tức là tâm sở xúc duyên cho tâm sở thọ sanh lên cùng trong một tâm na cảnh đó, thông qua những cái loại duyên này. Mà cái này là xảy ra trong lỗ ý môn. Rồi cái trường hợp thứ hai cũng là ý xúc làm duyên cho thọ câu sanh với tâm tục sinh hữu phần và tử, cũng thông qua những cái loại duyên đó. Này cũng không gọi là tám duyên. Ở đây thì đang nói tới cái trường hợp ở trong những cái tâm hữu phần. Tâm hữu phần nó là có thể là ba chức năng, nó tại thời điểm tục sinh hoặc là tại thời điểm hộ kiếp thông thường hoặc là tại thời điểm tử, thì lúc đó nó cũng có mối quan hệ đó. Thì tâm sở xúc nó có quan hệ với tâm sở thọ trong những tâm đó thông qua những duyên đó. Và cái loại thứ ba là ý xúc nó làm duyên, ở đây mình nói ý xúc mà câu sanh với hướng ý môn. Dạ, cái chị nào muốn hỏi gì thì sao ạ? Dạ, thưa thầy, cái ý xúc đầu tiên đó thầy, cái ai đó, cái ý xúc đó là cái tâm sở xúc của cái tâm na cảnh trong cái pháp được duyên phải không ạ? Ở đây á. Ở đây nó là cùng một tâm, tức là tâm na cảnh. Mình nói tới tâm na cảnh, trong cái tâm na cảnh đó, nó có rất là nhiều tâm sở cùng sanh lên, thì cái tâm sở xúc ở trong đó nó sẽ làm pháp làm duyên, còn cái tâm sở thọ nó sẽ làm pháp được duyên. Rồi như vậy cái thứ nhì á thì là cũng là tâm sở xúc trong tâm tục sinh và tâm hữu phần và tâm tử là pháp làm duyên cho bởi vì mình phải hiểu là mọi cái này dựa vào cái lực duyên, thì mình biết là hai cái này nó phải là cùng sanh lên với nhau, cho nên nó phải là cùng sanh trong cùng một tâm.
Dạ cảm ơn thầy. Thì như bây giờ thì mình thấy trong cái trường hợp này này, cái này nó cũng là tâm sở xúc, cái này là tâm sở thọ, nhưng bởi vì mình nhìn vào đây mình thấy xông qua cái thường cận y duyên, cho nên hai cái này nó không có sanh lên cùng với nhau. Ok, cái này sanh lên trước ở trong một cái tâm phía trước, tức là ở trong những cái ngũ sanh thức, còn cái thọ này nó sẽ là sanh lên sau trong những cái tâm này. Hiểu không ạ? Dạ. Cho nên thường thường mình nhìn vào cái duyên của mình sẽ biết được nó có thể là cái mối quan hệ của nó, mình biết rõ. Rồi bây giờ mình qua cái thứ ba ở trong trường hợp ý môn là túc câu sanh ở với hướng ý môn thì nó sẽ làm duyên cho cái thọ câu sanh với tâm na cảnh thông qua thường cận y duyên. Thì ở đây cũng vậy, mình thấy là vì thường cận y duyên cho nên mình mới thấy ở đây là cái xúc này với cái thọ này là sanh lên trong những cái tâm khác nhau. Cái xúc này là sanh lên trong hướng ý môn, còn cái thọ này lại nó là sanh lên ở trong cái tâm na cảnh ở phía sau. Thì lúc đó cái mối quan hệ của nó là thường cận y duyên. Ok. Rồi, thì đó là những cái trường hợp của xúc duyên cho thọ là như vậy. Dĩ nhiên mà thật sự bây giờ mình đào sâu một chút xíu thì mình thấy còn có vài trường hợp này, bởi vì ở đây mình chỉ thấy thường thường chỉ nói những cái những cái lộ thông thường thôi, bởi vì trong này mình thấy không có nhắc chỉ tới những cái lộ thiền. Nếu như mình đào sâu thì nghĩ là có thể có những cái mối quan hệ này ở trong những cái lộ thiền nữa. Okay. Yeah. Nhưng mà vì ở đây là các ngài chỉ trình bày như vậy thì mình chỉ trình bày như vậy mà thôi. Còn mình hiểu thêm. Yeah. Rồi thì cái đó là xúc duyên cho thọ. Cái phần tiếp theo là thọ duyên cho ái. Thọ duyên cho ái thì ok rồi, bây giờ cái thứ nhất là thọ là cái gì? Thọ ở đây thì mình nó có ba trường hợp. Cái thứ nhất là mình chia là nó thọ lạc. Trường hợp thứ hai là thọ lạ, thọ xả, thọ khổ. Thọ xả mà kết hợp với những tâm quả. Và cái trường hợp thứ ba là những thọ khác, tức là những cái thọ mà kết hợp với những tâm khác, có thể là không hẳn phải là tâm quả, có thể là tính toàn bộ các thọ, hoặc là mình chỉ nói tới những cái thọ mà liên quan tới những tâm trừ những cái thọ ở trên này. Hay từ từ mình sẽ đi sau mình sẽ thấy thọ chia ra trường hợp như vậy. Cái tiếp theo là ái ở đây là trong nó mà ngài giải thích đó, nó là cái sự ham muốn cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị và cảnh pháp. Thì mình thấy ở đây nó có 6 loại đúng không ạ? 6 loại cảnh nó rồi, mà bây giờ mình nhân cho 3 lên. Okay. Nhân cho 3 lên. 3 ở đây là chỉ cho ly tà là cái thứ nhất. Cái thứ hai là hợp tà. Hợp tà đi thì nó có 2 loại là thường kiến và đoạn kiến. Thì nó mới thành 3. 3 đây là ly tà và thường kiến và đoạn kiến như thành 3. 6 là cứ mỗi loại ham muốn như vậy. Mỗi loại ham muốn nó có 3 cái loại là ham muốn là ly tà, hợp tà, thường kiến và hợp tà, đoạn kiến. Mình nhân cho 2 loại nữa là nội và ngoại. Tức là sao? Tức là những cái cảnh sắc này nó có thể là cái cảnh sắc có liên quan tới chính bản thân mình hoặc là ở bên ngoài. Nếu như có liên quan tới bản thân của mình thì nó sẽ là nội. Và nó liên quan tới những cái gì bên ngoài, người khác ở bên ngoài thì nó sẽ là ngoại. Rồi sau đó là mình nhân thêm cho 3 nữa. Tức là nó có thể là quá khứ, hiện tại
và vị lai. Cho nên ở đây mới trở thành là 108 loại ái. Thì nói chung á, thì cái này nó chỉ là tâm sở tham ở trong 108 tâm tham. Như ngài phân tích ngài nó 108 loại ái là như vậy. Rồi. Thưa thầy. Thì mình qua cái phương. Dạ. Dạ, cái thọ lạc, cái phần 1B, thọ lạc, thọ khổ, thọ xả, thì cái lạc với cái nó cũng kèm theo là hỷ ở trong đó, khổ cũng kèm theo ưu trong đó chứ không, phải không ạ thưa thầy? Bởi vì cái này chị đang nói tâm quả nha. Dạ, mình cũng có tâm, tâm quả cho nên nó không có ưu, cho nên nó không có ưu. Ồ dạ, vậy là có hỷ. Dạ, nó có hỷ, dạ, ở đây nói tâm quả. Mà nhưng nói lát mà chị sẽ thấy thì cái này thật sự là đôi lúc là các ngài chỉ nói tới 10 cái ngũ sông thức thôi. Khi mà nói tới 10 ngũ sông thức thì lúc đó nó chỉ là lạc không, chứ nó có khỉ. Đôi lúc mình có thể, trong cái trường hợp này mình có thể nói là chỉ là ngũ sông thức, hoặc đôi lúc mình nói luôn là 32 tâm quả hiệp thế. Nếu như mình nói 32 tâm quả hiệp thế thì lúc nó có thêm cái thọ hỷ nữa. Yeah. Dạ, ở đây mình không có tính những tâm siêu thế tự vì nó... Đúng, không... bởi vì chị nhớ thường mấy cái này không có tâm siêu thế nhiều, nói ban đầu rồi đó là cái này đang nói tới vòng luân hồi, những cái tâm siêu thế nó có liên quan tới vòng luân hồi, nó đi ra vòng luân hồi. Dạ, cho nên mình bỏ, thường thường không có nhắc tới những tâm siêu thế. Dạ, 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 kính cảm ơn thầy. Dạ, yeah. Rồi bây giờ mà nói cái phương thức duyên thì bây giờ trường hợp thứ nhất là thọ lạc. Thì thọ lạc ở đây là mình biết nó chỉ kết hợp với một cái thân thức thọ lạc mà thôi, đúng không? Cho nên kết hợp với thân thức lạc. Thì cái này nó sẽ làm duyên cho tâm sở tham ở trong tám tâm tham thông qua cái thường cộng y duyên. Ok, thường cộng y duyên ở đây là Pakkattu Panisaya đó. Thì ở đây mình mới thấy là cái tâm sở lạc này nó kết hợp với tâm thức thọ lạc, thì đang nói tới cái tâm thức thọ lạc, cái tâm sở ở trong đó, tâm thọ lạc trong đó, nó sẽ làm duyên cho những cái tâm tham ở phía sau đó. Những cái tâm tham này có thể là sanh lên trong cùng cái lỗ tâm thân thức đó, hoặc là những cái tâm tham mà trong những cái lỗ tâm nối đuôi ở phía sau và sau đó, vì nó có thể là mình tận hưởng những cái an lạc khoái lạc của thân xác, lúc đó là sau đó mình mới khởi những cái tâm tham. Thì những cái tâm sở tham ở trong đó sau đó đó, nó sẽ là cái pháp được duyên của cái thọ lạc ở trong trong cái tâm thân thức sanh lên phía trước. Thì lúc đó cái mối quan hệ đó là cái mối quan hệ thường cộng y duyên, ở đây nó không phải là câu sanh, nó không có đồng sanh lên với nhau. Rồi cái đó là trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai là cái thọ lạc khổ và xả trên đó, cái này là quả nha. Thì nó sẽ làm duyên cho tâm sở tham cũng thông qua thường cộng y duyên. Ở đây cũng như tâm sở tham ở trong tám tâm tham. Ok, rồi ở đây thì mình thấy là nói chung ở đây thì mình thấy là cái lạc thì duyên cho tham là dễ hiểu rồi. Bây giờ cái khổ duyên cho tham là sao? Cái khổ duyên cho tham là khi mà mình thọ khổ là mình không muốn cái thọ khổ đó nữa, mà mình bất là mình muốn cái thọ lạc sanh lên, hoặc là cái thọ xả sanh lên, thì lúc đó là tâm tham sanh lên như vậy. Tức là bởi vì đau khổ cho nên mình ham muốn có những cái an lạc sanh lên, lúc đó cái thọ khổ đó nó sẽ làm duyên cho cái tâm sở tham ở trong những cái tâm sanh lên sau đó, thông qua cái thường cộng y duyên. Okay. Ở đây và đối với cái thọ xả ở đây thì mình xả ở đây có hai loại. Xả một cái á, là xả mà kết hợp với những tâm quả bất thiện, và xả kết hợp với những tâm quả thiện. Okay. Vì nếu như mình nói trong cái 10 cái ngũ sông thức đi, 10 ngũ sông thức thì trong đó nó có 8 cái tâm là kết hợp với thọ xả, thì 4 cái trong đó là quả thiện, 4 cái trong đó là quả bất thiện. Thì theo cái phân tích của các ngài là những cái thọ xả mà kết hợp với những tâm quả bất thiện thì được xem là khổ.
Còn những cái xả mà liên quan, mà kết hợp với tâm quả thiện thì được xem là lạc. Bởi vì cái xả này nó tiết gì, nó vi tế thường thường, mà người ta nói cái xả vi tế, người ta cho cái đó là an lạc, nhưng không hẳn như vậy. Có những cái xả mà nó là quả bất thiện, chẳng hạn như bây giờ mình thấy, mình nhìn thấy một cái cảnh xấu, cái đó lúc nào tâm thân, tâm nhãn thức sanh lên, nó vẫn là thọ xả. Nhưng mà mình dĩ nhiên mình không có muốn nhìn cái cảnh đó, mình muốn nhìn cảnh tốt đẹp hơn, thì lúc đó cái thọ xả đó nó cũng sẽ làm duyên cho cái tâm sở tham sanh lên phía sau. Hoặc là khi mình nhìn thấy một cái cảnh đẹp gì đó thì mình ham muốn mình tiếp tục nhìn thấy được nhìn những cảnh đẹp như vậy nữa, thì lúc đó cũng có tâm sở tham sanh lên. Thì lúc đó là cái xả này nó cũng có liên quan tới tâm sở tham, xong qua cái thường cận y duyên là như vậy. Thì cái đó là trong trường hợp của ngũ sống thức. Và đôi lúc ở đây mình có thể lấy luôn cả 32 tâm quả hiệp thế cũng được, tức là cái thọ lạc, khổ và xả trong 32 tâm quả hiệp thế đó, nó cũng có thể làm duyên cho cái tâm sở tham và trong 8 tâm tham thông qua thường cận y duyên. Ok, rồi cho nên ở đây mình có thể nói là 10 ngũ sống thức hoặc là 32 tâm quả hiệp. 32 mình tính luôn công thức. Ok, rồi bây giờ cái trường hợp tiếp theo là mình nói mọi thọ kết hợp trong các tâm. Thì ở đây mình có thể nói là mọi thọ kết hợp trong các tâm trừ những cái tâm ở trên, hoặc là mình tính luôn toàn bộ tất cả các tâm. Thì nó cũng vậy, nó cũng duyên cho tâm sở tham trong 8 tâm tham thông qua tường cộng y duyên. Thì ở đây mình nói là trong tất cả các tâm là cái gì? Ở đây mình phải hiểu là những cái tâm nào mà nó không có liên quan tới tiềm miên. Ở đây, bởi vì sao? Ở đây mình đang nói cái mối quan hệ là cái mối quan hệ trong vòng luân hồi. Cho nên trong các tâm này á, là mình chỉ có 63 tâm mà thôi. 63 tâm này là cái gì? 63 tâm này tức là mình lấy 89 tâm này mình trừ cho 18 cái tâm duy tác của những vị A-la-hán. Nhưng mình biết duy tác á, là nó có 20 tâm duy tác, phải không? Trong đó là nó là ngũ song thức. Nó là ngũ, hướng ngũ môn, hướng ý môn. Hai cái đó cũng là duy tác. Thì hai cái đó mình giữ lại. Còn 18 cái còn lại là cái gì? Tức là tâm tiểu sinh này. Rồi 8 cái đại duy tác với 9 cái đại đáo đại đó. Cái duy tác đáo đại đó. Mình trừ đi 18 cái đó. Không có tính trong này. Cho nên mình phải trừ đi 18 cái duy tác là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình phải trừ đi cái 8 siêu thế này. Cho nên mình chỉ còn lại là 63 tâm mà thôi. 63 tâm tức là mình tính toàn bộ. Còn nếu như mà mình không muốn tính 32 cái tâm quả ở trên thì mình trừ thêm 32 cái tâm quả ở trên nữa, thì ở dưới này nó chỉ còn lại có 31 mà thôi. Okay. 31 tức là bằng 63 trừ đi cho 32 ở trên. Thì ở đây nó tiếp thọ trong những cái tâm này. Thì lúc đó nó cũng sẽ làm duyên cho tâm sở tham, có thể làm duyên cho tâm sở tham trong 8 tâm tham thông qua thường cận y duyên. Ok, rồi. Dạ thưa thầy, những thọ khác, những thọ khác như vậy mà là thọ u trong đó hả thưa thầy? Mình thọ là ở đây á, chị phải hiểu là thọ này là thọ kết hợp với những tâm nào, chứ thọ khác ở đây là ý muốn nói là ok, thì ở trên này mình đang nói tới những cái tâm quả, okay. Thì đó chị muốn nói rõ ở dưới này một cái thọ là có thể nó kết hợp chỉ trong những tâm không phải là những tâm quả, và dĩ nhiên không phải là những tâm mà có liên quan tới siêu thế của những vị A-la-hán. Hoặc là nếu mình tính luôn toàn bộ các tâm thì nó sẽ là
63 tức là tính luôn cả những tâm quả ở trong đó nữa. Dạ, dạ thưa thầy. Dạ. Cái câu cái phần 3 mà C, mọi thọ kết hợp trong các tâm, mọi thọ là ý là cái tâm sở thọ kết hợp với tất cả trong các tâm hả thưa thầy? Chứ không phải là thọ lạc, thọ khổ, thọ sản. Có nghĩa là sao ạ? Tức là trong 63 tâm này là cứ mỗi tâm là chỉ có tâm sở thọ trong đó đúng không ạ? Dạ, nhưng mà ý cho hỏi là cái mọi, chữ mọi trong đó đó là không phải nghĩa là cái thọ lạc, thọ khổ, thọ sản, thọ hỷ, không phải là bốn cái loại thọ đó mà là cái tâm sở thọ ở trong tất cả những tâm. Thì tâm sở thọ trong tất cả những tâm nó đều là có là một trong những loại thọ đó đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ tâm tham, chị lấy tâm tham ra đi. Trong tâm tham thì nó có thể có thọ gì? Nó có thể có thọ thọ hỷ để hoặc là sẽ... à. Thì dạ. Bây giờ mình nói thọ hỷ và thọ xả trong 8 tâm tham. Còn tâm tâm sân thì mình nói 2 trong cái tâm sở tâm tâm thọ thọ ưu ở trong 2 tâm tâm sân. Rồi nó là thọ xả hoặc là thọ hỷ trong 8 tâm đại thiện. Thì những cái thọ đó tức là mọi những tất cả những cái thọ đó nó kết hợp trong tất cả những tâm này, những cái đều có thể làm duyên cho những cái này. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Cho hơi thắc mắc từ vì cái phần B với phần C, cái pháp được duyên nó đều là giống nhau. Nên là trò chưa có rõ pháp là tại được sao duyên nó đều giống nhau rồi. Ở đây mình phải hiểu là pháp được pháp làm duyên đó, nó luôn luôn là tâm sở thọ mà thôi. Ở đây bởi vì sao nó thật sự đó, khi mà chị học qua bên thiền minh sát á, tuy rằng là nó là Đức Phật ngài giảng thọ là có năm nhưng thật sự thọ nó có một à. Thọ chỉ là thọ mà thôi. Còn chuyện mình đặt nó là thọ hỷ, thọ lạc, thọ xả, thọ khổ. Cái đó là ở một mức nào đó, những cái đó được gọi là chỉ định. Những người thường người ta nhìn một cái thọ đó, người ta nói, ô cái đó là bởi vì mình sung sướng cho nên mình gọi cái đó là thọ lạc, thọ hỷ. Nhưng thật sự khi mà nó quán thiền minh sát thì cái đó nó chỉ là thọ mà thôi, chứ không có thọ lạc, thọ hỷ, thọ khổ gì hết. Nó chỉ là tâm sở thọ mà thôi. Bởi vì thông qua những cái chế định mình đặt cho nó cái tên là thọ hỷ, thọ lạc, thọ khổ, thọ xả. Nhưng nó chỉ là thọ mà thôi. Ở đây cho nên ý muốn nói, ở đây muốn nói là ở đây mình nói là thọ lạc, cái hợp với tâm thức thọ lạc, bởi vì mình biết là trong cái tâm thức mà là thân thức mà quả thiện á, trong đó có một cái loại thọ, cái thọ đó được mình định đặt tên là thọ lạc, cho nên mình gọi là thọ lạc. Nhưng thật ra chỗ này chỉ, nếu như mình thật sự muốn nói rốt ráo, chỗ này nó chỉ là tâm sở thọ. Tương tự như vậy, ở đây mình nói là cái tâm sở thọ mà kết hợp với 10 cái ngũ song thức hoặc là kết hợp với 32 cái tâm quả hiệp thế này nè, nó chỉ là cái tâm sở thọ mà thôi. Nhưng mà bởi vì khi mình phân tích đi sâu và dựa vào cái chế định mình đặt tên những cái thọ ở trong cái này, nó có những cái loại này, chứ thật ra nó chỉ là thọ mà thôi, chứ nó không là cái gì hết, đó là tâm sở thọ mà thôi. Tương tự như vậy cũng là ở đây là tâm sở thọ mà kết hợp với những tâm này. Dạ, yeah. Nhưng mà cái yeah. pháp được duyên thì nó đều giống nhau hết, đó là cái tâm sở tham trong 8 cái tâm tham. Đúng, nó đều là tâm, bởi vì sao ở đây ý các ngài chia nhỏ từng trường hợp, nhưng bây giờ mình nếu như mình tổng hợp tất cả lại ở đây, ý muốn nói là cái tâm sở thọ ở trong cái tâm đi trước nó sẽ làm duyên cho cái tâm sở tham trong cái tâm tham đi sau, vậy thôi. Rốt ráo nó là chỉ là như vậy mà thôi. Nhưng mà các ngài chia những cái trường hợp nhỏ rồi để cho mình hiểu là như bây giờ cái tật sở thọ, cái thọ lạc, bởi vì sao thường thường á, cái người mình dễ hiểu là mình hiểu là tại sao thọ nó là duyên cho tham, chứ tham là bởi vì khi mình thấy cái thọ nó an lạc thì lúc đó cái tham nó mới sanh lên, mình muốn cái đó lâu dài. Rồi bây giờ các ngài mới nhận rộng ra thêm một cái trường hợp nữa. Nếu mà nói là an lạc, an muốn lâu dài, về cái trường hợp của cái thọ khổ thì sao? Thọ khổ đâu có ai muốn, thọ khổ làm cái gì? Thì các cảm ứng là trong cái trường hợp đó, thì đối với cái thọ khổ thì bởi vì là mình không muốn có cái thọ khổ đó nữa, mình muốn cái thọ khác nó an lạc hơn, cho nên chính vì cái thọ khổ đó nó khiến cho mình tham muốn cái an lạc phía sau, cho nên lúc đó cái tâm tham nó cũng sanh lên, và mình cho rằng cái tâm sở tham đó là bởi vì nó duyên với cái thọ khổ, bởi vì nếu không có cái thọ khổ đó mình không có tâm tham này.
Cho nên tương tự bây giờ sâu một chút xíu nữa là bây giờ thọ lạc khổ xả gì không có quan trọng, nó cứ có thọ là nó duyên cho tham cái sau sanh lên nè. Cho nên các thầy nói chung tất cả như vậy lại vậy mà. Cho nên tuy rằng mình chia nhỏ ra như vậy, nhưng cái rốt ráo cuối cùng mình cứ hiểu là cái thọ, cái tâm sở thọ ở trong cái tâm đi trước nó làm duyên cho cái tâm sở tham trong một trong tám tập tham đi theo sau, và thông qua cái duyên này nó là như vậy. Dạ, thưa thầy. Thầy nói cái trường hợp thứ ba là mọi thọ kết hợp với các tâm. Như vậy cái tâm mà chẳng hạn như cái tâm sân, hai cái tâm sân đó thưa thầy. Như vậy cái thọ trong hai cái tâm sân đó là pháp làm duyên, thì nó vẫn, cái pháp được duyên của nó là vẫn là tâm sở tham hả thưa thầy? Dạ đúng, chấp pháp làm duyên luôn là tâm sở tham. Bởi vì ở đây mình đã nói cái trường hợp duyên cho ái, ái này là tâm sở tham. Gì đó không ạ? Thì cứ bất kỳ cái thọ nào ở trong một cái tâm nào đó đi theo trước, cái đó nó sẽ là pháp làm duyên cho cái tâm sở tham trong một trong tám tâm tham sau sanh lên. Chẳng hạn như bây giờ mình sân đi, mình sân tức giận người gì đó, bây giờ mình ham muốn để ta tức giận rồi quá, để ta ham muốn ta làm cho có tiền thiệt nhiều đi, rồi bắt đầu ta lên ta mướn người về ta hành hạ. Thì đó là cái trường hợp đó cũng là bởi vì mình tức giận người ta, mình ham muốn có tiền bạc thật nhiều, thì trong trường hợp đó nó là cũng rơi vào cái trường hợp thì thấy là cái thọ ưu ở trong cái tâm sân đó nó làm duyên cho cái tâm sở tham, mà trong cái tâm tham mình muốn có nhiều tiền bạc lên. Dạ, dạ, cảm ơn thầy. Dạ. Ok, thôi giờ tôi bữa nay mình tạm dừng ở đây, giờ có gì tuần sau mình sẽ tiếp tục.